Đây này, đúng rồi, ba của Chí kìa. Dạ, ba đó. Dạ, ba Chí trẻ. Chú Long. Dạ. Xin chào cả nhà. Lúc này thì vlog ngoài đường pit, như là mình cũng đã chia sẻ trong một cái chương trình livestream gần đây, trước khi mà mình lên Gia Lai á, thì mình có nói là trong cái hành trình của mình đi tác nghiệp ở Gia Lai và Bình Định, thì mình khi mà từ Gia Lai mình đi về Bình Định thì mình sẽ đi ngang qua nhà của bác sĩ Đào Trọng Chí, một người em đã không may mắn 4 tháng trước đây thì đã gặp tai nạn giao thông rất là thảm khốc. Đó là một cái sự kiện rất là đau lòng với những ai mà yêu mến các thành viên của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Bây giờ thì Dũng cũng đang có mặt tại nhà của Chí. Và hôm qua thì Dũng có gọi điện trước cho chú Long là ba của Chí, xin phép là ngày hôm nay đến để mà thăm gia đình và thắp một nén nhang cho em ấy. Bây giờ thì mình vô nhà thôi. Thật sự đây, quay trở lại đây cái cảm xúc cũng rất là buồn, rất là thương nhớ Chí. Chào chú. Nó ở lại bởi tù rồi bò chú. Dạ. Chào thì mong là chú dìa sẽ. Dạ. Nói với Dũng là Tuấn Anh rồi với Vương rồi nó bảo nó nói chú ở lại anh với con của con chứ lâu lâu rồi. Dạ. Dạ con xin. Mấy tuổi cái là đông lắm. Dạ không tuổi em. Dạ được rồi cô. Vô quá. Khỏi không có chà. Dạ khỏi đi chị. Dạ nó lọc. Ngồi chơi nè, chơi đi chị, ngồi chơi tâm sự đi chị. Do hai chị em nó 2008 tới giờ nó đi học, nó đi làm suốt, cái đó là vợ chồng cảm giác là cứ đi làm suốt. Dạ. Yeah. Vợ chồng ở nhà. Tức là mình vẫn luôn có cái cảm giác là con mình nó đang đi làm. Nói chung là mình chưa chấp nhận lắm á. Dạ. Thì Cường nói với vậy. Giờ nói dụ chú ngồi trước đó mà dụ như mà chú thấy mấy cái xe con đang xích đâu nó chạy tiếng Bình Định nè, mấy hôm nay gì ở trên xe chạy đó thì tự nhiên là mang qua lô chú. Chú không nói. Hôm qua cũng mới ngồi với Cường. Cường đã nói với con đó. Số con điện là số con rồi. Dạ, dạ số con điện. Để bởi có số đồ này mai có vỗ quái rồi nó có rảnh rồi gửi cho điện rồi có dịp để ghế gia đình. Tuấn Anh rồi. Tuấn Anh vừa rồi điện chú mới điện cách đây mấy bữa điện đồng biên luôn. Tuấn Anh gọi. Tuấn Anh hôm qua con cũng ngồi với thằng Vương thì con cũng nói thằng Vương hôm nay con xuống chỗ Chí. Dạ, giờ con xuống quyết định xong rồi là chắc xuống con xong rồi con coi xong ngày mai con bay vô luôn. Ý là coi chiều này coi ở dưới Bình Định nữa rồi. Dạ. Thì con bay từ đó sao về luôn. Ở đây chuyến ra đi ít à? Chuyến ít cái con theo. Nghĩ là cuối năm á. Không biết anh bây giờ phải mất anh cậy. Tại yeah. Sao chứ kiểu không phải nói thiệt mình cũng người trong cuộc á. Gọi là mình người trong nhà luôn mà nói giống cái nẹt. Bây giờ mình phải mình chấp chưa chấp chứ bây giờ có mấy đứa nó kỳ quá tội như ngày hôm qua tới vương đá tội quá. Đá mà hết sức rồi vẫn phải ở trên sân. Đá giờ cái tuổi nhỏ mình cũng mấy ổng thôi. Nói chung là ý nói với con là phải có một cái tay thì phải mình cứ mình không phải đó mà nói. Phải hỗ trợ tụi nó bớt cái giấy con giờ đạt. Giờ nói với con giờ đá kiểu đó giờ ép cứ tận nào cứ tiếp tục cứ tiếp tục nữa là đủ rồi. Như nó bào vòn. Dạ. Con tên là Vinh. Tên Vinh với ông Đàn với ông Kiều là hiểu chúng chức nói cầu thủ. Xưa ở nhà chú đó nhà làm lốp đấy chú đập nói với Dũng là do là rồi sau này tí nó biểu thằng nó nói ba đập rồi bữa nay nói chung anh cũng làm cũng có tiền là nó ba đập làm cái máy hiên ra chú chưa kịp làm nó mất. Dạ.
cái nhà nhỏ này là hồi xưa vợ chồng chú với tí ở nhà đó, nhưng mà ở sâu là thấp rồi mình kéo dài rồi thôi. Dạ. Sau này là chú đập đi đỡ lại cái phòng trước á, đỡ làm mới cắt là 26. Hồi xưa nói với Dũng là vợ chú nói thiệt là tí là nói chú chấp nhận là do học vợ chồng chú khổ lắm, ra riêng rồi vợ chồng ưng nhau trẻ tuổi, chú mất 20 tuổi 21 tuổi là có một chị đó rồi, xong rồi thế là nó đi về nó làm mừng lắm, đầu tiên nó về là còn 5 triệu bạc cũng thấy là mừng gương lắm. Sau rồi ông Trung ngồi về lên nó lên nay đâu được 10 triệu nó được máu ra chứ không phải đâu, đàn là bức trận đàn với Vinh lúc sống đó họ làm nó la suốt tí thì nó hiền. Nói chung là mình cũng phải trách móc gì mà chú cứ nói nó là thù còn cứ cố gắng đi, người ta ở đây mình cứ so với ở đây là người ta lao động người ta làm cũng tháng 5-7 triệu người ta khổ lắm, còn trong đó anh cứu người lo rồi. Chứ còn là cái công việc trong đó Vinh đàn biết ấy là tí hồi xưa đi làm đội một xong rồi nói với Dũng nói gì cái là nói anh như hầu trên đó bên này tớ ít cứ là cử anh đi. Yeah. Cho nên ảnh là giờ từ lớn tới nhỏ ai đâu thừa hết rồi, cái bữa đó mất đó là nguyên cái học viện mà bữa chở tí gì đó thì nên có ghế mà tí chú ra chú phải ghế lại ấy đủ đứng tội ra đứng trước cái nhà cầm trước chú phải đứng chờ rồi. Do tí là nó lại đặc biệt chút là đàn nó do tí là gì đó nó không phải là đội một đội hai nhưng mà nó là gì là chăm sóc toàn bộ đội nhỏ đàn như hầu đó nói chú nó nói mẹ em nói anh ấy tức mày đi làm tụi em vậy giờ giả bãi giờ nghỉ rồi mà thằng nhỏ giờ nó thiệt như những cái đợt gì đó là ngang thằng đó là tí đúng ra là tí đi xe đi tàu lửa là anh trải nghiệm. Dạ. Nói chung là hầu giờ anh chưa đi anh chẳng đi với thầy Quang anh chỉ thường thường là về Bình Định rồi dưới nó cái kiểu như là gọi là thuận đường không. Dạ. Nhưng mà thằng Bách ấy dẫn U15 mới rồi chú nghe dẫn đi vô nó vô vòng chung kết nó dẫn đi mà rồi dẫn tàu đá nghe nó lãnh đạo điện ra nói với Bắc Lâm mà trực ở Bắc Lâm nó nói thâu Bắc Lâm hồi đó bắt đám cưới cháu rồi thầu tí vô trực tướng từng rồi tí mới chuyển qua thầy Ninh cho hồng niên đúng ra là đêm đó là tí giờ như thầy Quang nhưng mà giờ nó còn nó cỡ là cỡ vậy thôi chú không có trách móc ai mà chú cũng không có hận ai luôn mà thiệt tình luôn mà chú chỉ có tiếc là nó đi trễ quá. Yeah. Biết rằng là cuộc đời con người thì ai cũng phải đi nhưng mà em nó đi trễ. Dạ. Thì con chắc con gặp ít nhiều ít nó hiền lắm thường chú nói bây giờ cũng buồn là chú cớ từ cái hậu nó còn nhỏ nó hiền tới giờ. Dạ. Con chị thấy nó làm trong linh tự nó cũng hay chưa đầy tiền mất nó hay gì vậy. Bây giờ cô chú cứ vô tâm lực vô làm bên phần tâm linh đó thấy là em chú cũng cơ lắm chú nó có cũng như dồn vô đỡ cứ vợ cho nó mà giờ nó không cứ vợ được nó. Bạn của chị thì có hay về đây không hay là cũng bé chứ cũng tội lắm nó là đúng là nói giọng á nó không thân trầm nữa nó quen hai đứa nó quen mà giờ nó mới thổ lộ chú chứ con bé nó chưa về nhà chú lần nào luôn. Dạ. Là nó tính là cái đợt đó với là Bác Lâm vô là nó dẫn với ra mách là mà thằng đôi thì hầu giờ chú cứ nói mà đi sao bạn gái rồi là mày dẫn với rồi coi có vợ rồi nói chung mình cha mẹ mà lớn rồi nó cứ nó nói là bà cứ yên tâm đi sao không có chứ mà con khi mà con một khi con này dẫn với hả là làm đám cưới còn con không dẫn là cũng cái kiểu như là ý nó nói cô chú là nó quen biết ngoài đường là gọi là nó chưa xác định này nó không có dẫn với đâu thì nó nói hai đứa đang cho con bé nó gặp cô với chú là gặp trên điện thoại thôi. Dạ. Yeah. Cũng nói chuyện nhiều lần rồi bữa đầu là hẹn rồi đâu rồi nó thâu là đúng là nó chết là 26 tháng 6. Dạ. Yeah. Đúng ngày 4 tháng 7 là dỗ ông ngồi á là ý là đúng một tuần luôn bạn làm vô là anh giờ đang dỗ ông ngồi là anh dẫn con bé về luôn là anh giờ đã là anh gãy mất mà con bé đó là nó là dân Gia Lai mà nhỏ như là nó thêm gì nó ở nó là quốc tịch Canada. À, dạ. Nó là người gọi là nó là giờ công dân Canada đúng không? Dạ. Mà nó cũng bác sĩ, nó cũng giỏi lắm. Dạ. Giờ hiện giờ nó đang làm, mấy giờ nó làm bệnh viện Winmet của thành phố Hồ Chí Minh là mình là 6 tháng. Dạ. Đấy là giờ quyết định anh giờ là cưới. Mà nói con là giờ cái làm đó siêu đại ba đó là thương binh. Không biết rồi, vết thương tái phát một tiếng mất rồi, ông ra ông nằm bệnh viện đâu. Hà Nội từ bữa tới nay rồi, nãy giờ sáng là ông gặp chị của dạ. Giờ chú động viên thôi chứ nghĩ tội nó chú cứ nói luôn nó đường không còn dính gì vô dư trí giờ giờ khổ con thì bữa chú nói mày nói bóng nói gió mà trên cái trận mà gặp Nghệ An đó chú nói đường nào cuối năm nay là đám cưới tí mày ra chơi đấy
kia. Vinh ở nhà cha con Vinh ở kia. Dạ. Đồng đối em kéo nó đi bà rịa ông tàu em luôn rồi nó mạnh gia đình quá. Nó mẹ đâu rồi, ở đó gần nó chăm sóc rồi. Giờ nói thôi cái đợt gì rồi lại đi, đang đi cũng kéo nó đi. Chỗ cô đang nó đi, nó nói giờ đi Nguyễn Bình rồi. Dạ. Tình gì thì cũng tính luôn, tình gì gì nữa, nó thường ý là bây giờ là nó mất theo rồi, là thổ lộ là tự nhiên là nó cũng muốn là kéo anh Trí theo. Giỏi thì mình chưa nói, nhưng mà ý là cái tính nó hiền đi quá, nó thích nhiệt tình, coi như là cái đi mà gặp giống nói có thằng Dương ấy, còn nhớ cái đi mà đá năm trước mà lũ thằng Duy rồi chuẩn bị đó, chuyển sang ra sáng uống cà phê cái chỗ nhà ghép nhà quân đàn đấy, nói với Dũng là thằng Dương nó không có nói đấy mà đi không anh lo mà đi ra Nam Định luôn thì nó học cái đó rồi từ từ cho em rồi đang mẹ với mình nói thẳng ra chú hay động viên lắm, chú nói mình cái gì làm nói với Dũng có trước có sau, hồi xưa mình mới ra trường còn xin vô anh con làm bác ba không lo, giờ trong câu lạc bộ sau tôi ba biết bác ba là ông cũng đấu xử với mình cái gì thì nữa là phải cái đi trước sau gì mình phải suy nghĩ thấu đáo, chứ không phải là khi người ta không cần mình nữa thì nó khác, còn khi mà chỗ nó đang cần mình hơn nữa cái chỗ mình phải biết bây giờ mình có chân can đứng là mình biết từ đâu mình đứng được, cho nên là chú cũng hay động viên nó nhiều lắm. Giờ lương bóng thì chú nói cứ chú một cái tính chú khác, con chú giờ cũng biết rồi. Chú không phải là nói dũng mà cái chuyện tiền ai cũng thích, mà chú muốn là con chú đi làm là nói chung nó vừa sức không áp lực nhiều lắm, nói chung là lương ít đủ sống cũng được, không cần thiết. Cô mà tết cái đầu nằm chỗ luôn tí dẫn đi chuột đi rồi làm rồi chú dâu đưa vô Sài Gòn này đồ vừa tỉnh nhà vừa bớt đi đứng nó đi đầu cũng ác cái chỗ của mình nó rồi thôi giờ nói con cũng biết làm sao rồi. Bữa công an kêu lên chú cũng nói thiệt, chú nói thôi giờ chuyện tiền bạc nó hối là gia đình rồi có khó khăn đòi hỏi bên phía người ta gây tai nạn đúng không, bây giờ người ta có lòng người ta hỗ trợ được nhiều, người ta hỗ trợ còn cái chuyện mà pháp luật ấy, chú nội thẳng riêng gia đình chú là chú họp bàn rồi là không đường nào tí nó cũng mất rồi, theo chú là cứ cái khung hình phạt nào cũng nhà nước mà thấp nhất thì tạo điều kiện cho nó gì mình cũng nhân đạo cho nó gì rồi, nó gần với gia đình nó như mình thôi, những cái chuyện này nói dụng cũng phải là nó đâm nó chém nó giết mình gì đâu, xui xui nó xử con chú chạy lên trên kia hả? Chạy ra, chú mụi, mụi em ấy, đó, đi đó. Đó, chạy ra chạy để con, cái này là cái món quà nhỏ của con với lại cô với chị trong đoàn. Con gửi, thôi chú nhận cho con. Rồi, dùng cái món quà của hai chị. Dạ, tụi con gửi một ít. Giờ hai chị cho ra chơi, dùng nó xuống chỗ mộ. Xuống mộ xíu. Chị xuống mộ, xuống mộ, xuống mộ cho tao biết mộ gần đây không? Dạ gần, đi chú ngồi trước đi, con ngồi sau cho. Dạ cũng gần đây cô. Đi lên kia, lên cái dốc kia là tới, xong rồi mình sẽ đi lên trên. Chỗ ngay cái đầu đầu có cái đi của tông chạy vô cái này ông móc nó mở cái cổng ra để không đứng ngoài cổng bữa xách nó xuống rồi đứng qua để bộ vô. Dạ. Ra 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 đứng ra đứng ra 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 ra
Dạ đúng rồi. Dạ được, xe lần trước cũng vô mà. Trên này có chỗ chở đậu được. Đúng tết đó chị, mình cũng tết đó, bằng là nó đi tới thành phố mình lại vô ra tới Hà Nội luôn, nhiều lắm trong nhà. Đợi cái tàu hết là ngon rồi. Đây là cái miễu, vô đây nè, đây nè, em đang ở đây, 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 đang qua xíu đây, 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 lên chỗ cao nghe, lên cao, lên cao. Đây là cái trang luôn à, cái này. Đồ dê lại, chứ không chở đầu nữa. Chứ đừng có xuống đây, dưới đây là có bò kìa nha. Bò nuôi bò ra thả cục rồi ra được rồi được rồi được rồi được rồi được rồi được 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 rồi 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 đi, đây em đỡ. Dạ. Bốn tháng rồi, tôi mới quay trở lại. Dạ đúng rồi, hôm bữa là mình đi lên dốc xong rồi quành xuống lại. Dạ. 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 Yeah. Âm lịch luôn, ngày đúng ngày ngày, em đó ngày sinh năm đó luôn, sinh ban đêm này không? Dạ. 4/3 âm lịch. Điện gì nói rồi con cháu hết rồi tụi bay cũng như giờ tí nó mất rồi nói tụi cầu thủ vào đồ mấy đứa là cứ nói chung là gia đình là cảm ơn hết mức, cứ đi ngang mà nhớ lại ghé thăm thằng Đàn thằng Vinh đâu nó đi về nó cũng ghé cứ vô chút đi bữa thế giống vợ chồng thì gì mà bán điện mấy mà cổ động viên của anh mình. Anh Khang Khang với là Quyên hả? Vợ nhỏ của họ nó đi cái chiếc Kia đúng bữa vợ chồng xuống nói bữa trước là nó nói cháu cũng là cổ động viên của thằng anh À, con Lan nó có chồng phải không? Dạ Lan mới lấy ngày hôm qua mới cưới với lại ngày mai làm thêm một buổi nữa là có các cầu thủ. Dạ. Tao không biết cơ mà nó có hợp tác với mày không? Dạ. Chú chồng trí luôn à, tao chưa biết nó bồ tao lên tao rất dễ thương. Cái con bé mà cứ nó chụp hình nó đi dạo dạo kia quá mày tán nó cha nó. Mình phải quấy nó dâu kia. Nó nói đầu vỡ anh nó có bồ ở đồ nó chứ. Chú cái chú gặp cũng là chồng nó cứ tao biểu tình con tao nó tán quá mà. Nó tán dạ.
ổng với bạn thôi. Nhưng tao nghĩ thì nói cho nên anh đang là đúng ra nhiều đây là anh là thiếu này. Bữa là không nói gì là món nó không giỡn tôi nữa. Rất là sạch sẽ. Dạ rồi, con tạm biệt chú Long. Dạ, con cảm ơn chú Long rất là nhiều. Dạ, có dịp con lại ghé nhà mà. Có gì là dịp ở cái dịp đi là ghé thăm nó. Dạ, cứ mỗi lần đi ngang qua đây con sẽ ghé. Cảm ơn. Dạ. Chắc vậy, tức xuống chạy lên chứ không ấy. Dạ rồi, con chào chú, con chú giữ sức khỏe nha. Rồi. Dạ. Dạ, con chào. Con chào cô luôn. Dạ. Đi, dạ rồi. Bữa nào cô thì biết rồi. Ngày dạ. Thì cứ về Gia Lai luôn. Cứ có dịp đi ngang Bình Định là ghé chú, chúc là đốt anh Giang em nữa đi. Dạ. Rồi, dạ. Hạnh phúc rồi. Dạ rồi, con cảm ơn chú nhiều. Chúc sức khỏe chú. Cô ơi, con xin phép. Cô giữ gìn sức khỏe nha. Đây luôn đi. Thì dạ, tại vì cũng còn hành trình cũng còn hơi xa xa xíu. Dạ, dạ đây cô. Dạ.